Chào mừng các bạn đến với chương trình Học Tiếng Anh Online được thực hiện bởi Audiobook for the Fly. Suy học tiếng Anh như thế nào? Ok, so bên Mỹ nó không có phương pháp giúp các bạn học tiếng Anh gì cả. Tiếng Anh là một cái tiếng các bạn phải học thuộc. Vậy thôi, nó không có phải cần học IPA. Các bạn hay, thường khi sẽ hay phản đối cái học cái IPA lắm. Sẽ phản đối cái này là tại vì tiếng Anh nó không có, nó học cái này thực sự sẽ không có biết nó giúp các bạn cái gì ngoài ra luyện luyện những âm rồi thôi vậy thôi, chứ không có gì cả. Nói chung là nhớ mặt chữ, đa số như mặt chữ. Ví dụ một đứa bé bên Mỹ học thì họ đọc một cái câu chuyện rất là dễ. Ví dụ một đứa bé có một con mèo đi, like I have a cat, like that. Cái xong cái bài đọc gì đó, the cat sat on the mat, like that. xong rồi tiếp tục cái chuyện nó đi 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 gì đó. Thì cái đó là luyện cái âm short A làm A vậy thầy. And then sau đó khi mà lên lớp lớn hơn nữa thì nó cho những từ vựng lớn hơn vậy thôi à. Chứ nó không có theo một cái phương pháp gì để giúp các bạn phát âm cả. Làm như nói chung rằng là cái nó không có phương pháp gì mà mình nhìn vô cái chữ đó mình biết phát âm như sao đó. Người Mỹ không có phương pháp đó. Họ nhớ mặt chữ, họ có thể đoán cái chữ đó như sao trong cái kinh nghiệm của họ thầy. Chứ họ không có nhìn cái chữ đó cái họ nói ok, khi mà chữ này đứng trước chữ này thì nó là long A, sau cái chữ này nó là short E. Not really. Tiếng Anh nó tùm lum lắm, cho nên tốt nhất là nhớ mặt chữ. Sư ơi, nói về phương pháp bên Mỹ dạy trẻ nhỏ tiếng Anh từ lúc nhỏ. Sư đang nói là Alright. Nói chung là như vậy. Cho nên sẽ hay kêu các bạn lắm, học cái cách đơn giản, nhớ mặt chữ, quen thuộc, phản xạ tự nhiên, luyện những phản xạ. Cái đó là một cái điều mà quan trọng nhất trong tiếng Anh thôi. Các bạn đừng có lo mà nghiên cứu nó nhiều lắm. No, not really. Rồi, trước khi vô các bạn có thắc mắc gì tiếng Anh không vậy? Do you have any question? Same as, you like, just like. Missy, just like, điều là giống như, như cách xài thì sao? Let me see, ví dụ cái câu gì? Well, same as, như cũng giống nhau hả? Same as you or just like you. Cũng giống nhau hả? Hai cái này nó, well, just like, well, okay, just like I told you, same as I told you. Somehow cái chữ just like I told you, cái chữ đó người ta nhiều dùng nhiều hơn mà same as. I guess you just like nó đi sau một cái động từ nào đó, just like he told me, just like I told you, cái động từ nào đó hành động. Same as thường khi mình so sánh cái gì mà hai cái gì giống nhau, màu sắc hoặc là dạng tích hay là cái gì đó. Same as. Cái đó thật sự người bản xứ họ dùng không có phân biệt được nha, họ dùng thói quen thôi à. Thật sự là như vậy đó. Sorry about that nha, sẽ không có diễn vậy phân biệt cái đó được, tại vì cái đó người bản xứ họ cũng không có phân biệt ngoài ra cái thói quen này thôi. I don't know why, but giải thích giùm em câu này. Forgiveness is a perfectly selfish act. What? It sets you free, chứ không phải see hả? Đáng lẽ free đó, from the past. It sets you free, right? See, it sets you see from the, no, không có, nếu chữ see không có đúng. It sets you see, no, hồi đó sẽ chưa nghe, it sets you see là cái gì? It sets you free thì có, nói chung là câu này nó như nào? Forgiveness là cái sự tha thứ hả? Là một cái chuyện mà ích kỷ, mà kiểu mà ích kỷ tốt nhất, perfectly là như tốt nhất, hoàn hảo nhất. Sự tha thứ là một cái hành động ích kỷ nhất. Nó làm cho mình, it sets you free, nó làm cho mình thoát được
cái quá khứ. Chứ it said you see không có sẽ nói chưa thấy cái chữ này không? Okay. Clothes với lại clothing khác nhau không? Yes, clothes là nói về mấy cái áo quần này kia nọ, mấy cái thật sự mình thấy nó đang máng đó. Hoặc là mình thấy họ đang làm. Còn clothing nói về cái sự mà mình mặc cái đồ đó. So một cái là nghĩa đen, một cái là như nghĩa bóng vậy đó. Ok, so hai cái đó. So is that okay, Ivan? Yeah. So clothes nó ngã qua nghĩa đen hơn. Clothing nói về cái sự mặc đồ áo quần. Okay, let me see here. Right. Các bạn có thắc mắc gì tiếng Anh không mà? So anyway, cái câu attention indigo children là attention là gì? chú ý những đứa bé indigo không biết, thực sự trong đây sẽ không biết indigo là cái gì hết á. Trên thế giới những đứa bé indigo trên thế giới, cái này mình phải theo văn thế à, cái nguyên cái chủ đề họ viết như sao. Alright, DJ, yes, DJ là DJ đó. Well, actually cái chữ DJ này đó bây giờ thực sự cũng có thành một cái chữ mà thực sự DJ. DJ này là disc jockey. Okay. So disc jockey. So họ viết cái chữ DJ hoặc là muốn cái chữ modern hơn tí xíu thì viết chữ DJ này. Hey Nghĩa, how are you? Long time no see. Wow. Disc jockey không phải trà đĩa. Không biết tiếng Việt của bạn cái gì, và DJ là cái người mà trong bar đó, trong cái xong cái họ đứng lên cái họ họ pha nhạc đó, cái người mà pha nhạc đó, tại chỗ đó, đó sẽ DJ. Trong một câu làm sao để dàn nhấn âm đúng, sao dễ dàng nhấn âm đúng, cái đó là thói quen thôi Christy. Cái đó là các bạn đừng có lo mà nhấn âm trong câu, khi mà các bạn thuộc tiếng tiếng Anh rồi đó thì sau đó tiếng Anh là một cái ngôn ngữ của các bạn, thành một cái ngôn ngữ của mình luôn, thì mình bỏ cái cảm giác mình vô thì có thể mình nhấn âm trong câu nó đúng hơn. Bây giờ các bạn mới học tiếng Anh thì tiếng Anh nó một cái ngôn ngữ các bạn nghĩ rằng nó xa lạ, nó khác, cho nên các bạn nói còn hơi cứng, đó là dĩ nhiên rồi. Và các bạn đừng có lo mà trong câu mà nhấn âm như sau. Các bạn mà càng giỏi tiếng Anh thì từ từ cái đó nó sẽ đến các bạn, cho nên đừng có lo về mà nhấn âm. Ok. Việt Nam kêu là người trà đĩa. Oh really? Ok. Alright, yes. Alright, so người trà đĩa. That's nice. Right. Xin cho hỏi thử một câu từ cuối cùng, thường hạ âm xuống đúng không? Yes, đúng. Well, yeah, I guess. Okay, yeah, đa số. It's tùy theo, tùy hứng, nói chuyện tùy hứng. Yes, like I go to school, thấy không? School, right? But câu hỏi thì không đó rồi đó. Câu hỏi thì do you like me? Right? Còn mình muốn nhấn tôi đi học trong trường đó hoặc gì đó là I go to school. Mình muốn nhấn là mạnh rằng là mình đi học, I go to school, thấy không? So không phải là xuống âm hay là gì cả, tùy theo cái tùy hứng của mình thôi, tùy theo cái cảm giác của mình. Cái câu là I go to school với lại I go to school. Right, so cái chữ school nhấn mạnh cho người ta chú ý đến mình thật sự đi học. Okay. Alright, what else? Sư ơi, xếp tiền theo thứ tự nhỏ đến lớn nói sao? Ok. Put the money in order from small to large. Well, maybe the... Well, money... money đơn giản đi. Tại vì nó có nhiều chữ lắm. Bank note với lại bill nữa. How about bill đi? Bill, ok. Đó nhà này hả?
Put the bills in order from small to large. Sư ơi, từ xếp hàng để làm gì đó là line up, yes, đúng rồi. Người Mỹ gọi là line up, người Anh gọi là queue up. Queue up, người Anh, người Mỹ là line up. Ai cho mình tiền, mình nói tôi ngại quá. Ngại là gì hả? Sorry, hold on, cái chỗ cái xin. Ngại hả? Hồi đó giờ ai cho xếp tiền sẽ không ngại gì cả, cho nên xếp không biết cái chữ ngại là gì. Messi, what is ngại tiếng Anh hả? Shy, mắc cỡ. Yeah, no, what is ngại? No, shy là mắc cỡ. No, well, shame là mất mặt. Tại Mỹ nó cũng cái sự ngại, nó dùng chữ shy nữa mà sẽ biết cái chữ ngại ý của tiếng Việt nó khác một tí. Yeah, not too sure, các bạn tìm từ điển làm sức nha. Uncomfortable là mình hơi yeah, có thể ngại, mình không có thấy ổn trong lòng. Yeah, uncomfortable là ổn không trong lòng. Yeah. Yeah, đúng rồi. Yeah, như có thể mình nói yeah, nếu dùng chữ uncomfortable sẽ thấy đúng hơn á, đúng nhất á. Yeah. Mình nói là gì? I am uncomfortable taking your money. Like that. Fearful là sợ hãi. No, cái đó hơi quá đáng. Yeah, I think cái câu này hay nhất nè. Yes, I am uncomfortable taking your money. Tôi không có ổn trong lòng, là không thoải mái, là ngại đó. Yes, tiếng Việt của mình ngại hơi khác nữa. But nó gần nhất là cái chữ uncomfortable. Yes, đúng rồi đó. Hồi nãy bạn nào nói yes, thì riêng chiều, yes. Sẽ không biết bản lĩnh tiếng Việt là gì, cho nên sẽ dịch tiếng Anh được. Bản lĩnh. Hello Rabbit. Rồi. Sĩ ơi, tăng động tiếng Anh là gì? Tăng động là gì? What is tăng động? Bản lĩnh là spirit. Oh, okay, alright. Hoạt động quá mức nha hả? Gần gần thôi. Like, what is năng động đấy? I guess năng động là active. Yeah. So cái câu mà Phó Phôi hỏi, Missy, mất Phó Phôi hỏi cái câu nào mất tiêu rồi. I cannot see what happened. Okay, so năng động là gì? I guess, yeah, năng động hơn là more active. Like that. Hơi hơi khùng nữa hả? What is tăng động là bệnh nữa hả? Oh, tăng động như crazy. Oh my god, really? Hoạt động nhiều, giảm chú ý là tăng động. Crazy? Yes, crazy là nổi điên lên, là crazy, nổi điên. Yeah, well, hyperactivity nó nghe khoa học một tí xíu. Overactive? Yeah, hồi nãy có một bạn nào nói đó. I guess it's overactive. I'm not too sure. Cái đó phải phải một ví dụ một cái câu nào đó. Yeah. Ví dụ một cái câu nào đó. Sẽ mới biết liền. Tại mấy cái chữ mà càng cao nó càng chính xác. Mấy cái chữ mà càng dài, càng bự thì cái nghĩa nó rất là chính xác, cho nên mình phải dùng cho đúng. Sự khác biệt man in the street versus resident là gì? Man in the street là người ở ngoài đường, là người bất cứ người nào đó ở ngoài đường. Man in the street là một cái người trung bình của cái nơi đó. Resident là người ở cái nơi đó. Cái người ở cái nơi đó. Resident of Ho Chi Minh City là người ở thành phố. Resident of Hà Nội là cái người ở Hà Nội. Man in the street, cái này nói một cái nghĩa bóng là một cái người đó, người người thường trên con đường hoặc là trong cái nơi đó thôi.
Turtle, yes, MD, đúng rồi đó, nụ cười, yes. Ok, that's it. Bây giờ chuẩn bị bắt đầu chương trình. Center, đọc giống Mỹ sao? Sure, Mỹ nó có hai cách, một là center, hai là center. Anh nói ha, center. Còn nói chậm center. Sĩ ơi, sao đa số American phát âm T là D? Tại vì người Mỹ họ lười biếng. Like, water. Water. Better. Photo. Yes, người Mỹ lười biếng. But các bạn thì nghĩ người Anh không có lười biếng. No, no, no. Nhiều người nói, người Anh phát âm chữ no way. No way, người Anh phát chữ này là water. Đúng. But khi mà người Anh nói nhanh, họ bỏ cái chữ T luôn. Water. Thế người Anh phát âm nhanh. Water. Better. Better là gì? Better. Người Anh nói là would you like, can you take us some photo? Photo? Vậy đó. Là photo đó. Okay. So yes, người Anh họ bỏ luôn cái chữ T luôn nữa. Alright. Yes, nói âm cũng bị luôn. Take it easy. Yep. Đúng vậy. Người châu Phi mà nói tiếng Anh hay hơn người bản địa nữa. What? No. What? Ủa châu Phi nào? I'm not too sure. Chữ poor với chữ poor đọc như thế nào? Giống nhau y hệt luôn. Hai cái chữ đó giống nhau. Poor với lại poor. Y hệt luôn. Đồng đồng âm ha. Alright. So chữ poor với chữ poor đó đồng âm. Ok. Indian eye như mái. Yes. Thiệt tình. Alright. Xích phẩm gì cái chữ này? Green à. Chữ thứ nhất là green, chữ thứ nhì là green, thứ ba là sand, chữ thứ tư là scent, kế nó là height với lại high. Ok, nó lại nha, green, green, sand, scent, height and high. Comment với lại comment hay là comment. Nó thực sự nó là comment, comment, so nó nhanh, comment. Nó không phải mừng ha, nó là mình. Comment. Yeah, it's comment, you know. Ok. Móng tay một chân hay móng chân hay sao? What? Oh my god. Không biết nụ cười viết cái gì. Alright, yes. Fingernails grow faster than toenails. Okay.